COVID biến dạng đã xuất hiện, cách bảo toàn sinh mạng, tác giả bác sĩ Thùy Trang. Mọi người cần xem và chia sẻ ngay, gấp nhé quý anh chị. Hôm qua bác sĩ Thùy Trang đã nói rất rõ và hôm nay báo chí mới đưa tin, bác sĩ Thùy Trang nói trước vì đã nhìn thấy COVID-19 năm 2019 và COVID-19 năm 2020 có khác nhau, có thể do nó tự biến đổi, mutation, hoặc là con thứ hai xuất hiện. Con 2019 có đặc tính giống HIV, nhưng con 2020 lại có đặc tính giữa HIV và thêm đuôi Ebola là con virus dữ dằn hơn nữa. Con 2020 là loại khủng vì nó lây lan và có khả năng như HIV là chặn một số kháng thể đánh giặc của mình như Reposis T-cell. Con 2020 vừa chặn kháng thể vừa đánh vào yếu huyệt tế bào macrophage, đặc tính của Ebola, làm cho người nhiễm phát nhiệt trong người quá nóng, gây hư hại các cơ quan quan trọng trong cơ thể mình. Trong 103 đoạn gen của COVID-19 đã đột biến tại 149 vị trí, đây là con COVID-20, tên bác sĩ Trang đặt, rất nguy hiểm hơn con COVID-19, như đã nói người bị nhiễm sẽ nóng sốt, nhiệt độ cao, gây hư não, thận gan. Khi có triệu chứng bệnh, phải thông báo với bác sĩ và cách ly điều trị ngay lập tức. Trong trường hợp này, mình muốn phổ biến cho người Việt toàn thế giới, chứ không chỉ riêng nơi nào cả. 1. Mỗi nhà mua dùng một cái thau đựng nước lạnh và nhiều khăn loại chung. 2. Chanh tươi cần luôn luôn có sẵn. 3. Dụng cụ đo nhiệt, mua loại bắn laser vào đầu rất rẻ hoặc que thủy ngân nếu có. 4. Ngoài 3 thứ cần nêu trên thì luôn có sẵn nước uống cho bệnh nhân, rất cần thiết. Chỉ uống nước và rau quả, đừng uống soda hay bia, rượu, cần thêm thuốc ho và Tylenol. Khi người bị mệt mỏi, rất mệt, khàn cổ vì ho, cổ rất đau thì là lúc thân nhiệt bắt đầu tăng cao. Đưa bệnh nhân tới chỗ nằm thật thoáng, cho uống ngay một ly nước lạnh, không cần đá. Gia đình người thân chú ý và làm thật nhanh, nhớ luôn đeo khẩu trang, lấy khăn nhúng vào nước lạnh xếp lại, đắp ngay lên đầu, cắt chanh làm đôi, xoa hai bên cổ, hai bên hông và ngực, lấy khăn lau người cho lạnh mát. Cơn nóng sẽ tồn tại khoảng 30 phút mỗi lần. Đừng nản lòng, hãy cố gắng thay khăn lạnh trong mỗi 5 phút, thay khoảng 6 lần là cơn sốt sẽ qua, nhưng sẽ trở lại thường xuyên trong 3 ngày lên cơn. Đặc tính con 2020 là gây nóng nhanh trong vòng 3 ngày, nhưng tới ngày thứ 4 là giảm dần. Chú ý, luôn nhớ là nếu không đắp khăn lạnh kịp thời, cơn nóng có thể làm nát lá phổi và hư não. Ở Trung Quốc đã xảy ra tình trạng này vì người bệnh không có người nhà đắp khăn lạnh và lau người trong lúc sốt. Triệu chứng của bệnh COVID-19, sốt, ho, khó thở, cơ thể đau nhức, đổ mồ hôi, nóng lạnh, mệt mỏi, đau đầu, nôn ói, tiêu chảy, mất vị giác. Bài này sẽ viết tương đối đầy đủ dành cho quý anh chị để dành và in ra giấy, đừng để mất sự tự tin trong lúc này. Trước hết cần phải biết, bây giờ bên châu Âu, dịch đang lây lan mạnh và ở Nam Hàn gần như vỡ trận. Chủng mới hiện nay đang xuất hiện ở nhiều nơi, không phải chủng cũ như ở Vũ Hán nữa. Thời gian ủ bệnh của COVID-19 chủng mới là 12 ngày tối đa, thời gian chữa là 24 ngày. Đối với loại chủng này, kháng thể trẻ em từ 0 đến 10 tuổi sẽ phát hiện rất nhanh và loại nó ra từ lúc còn ủ bệnh. Phụ nữ tuổi dưới 25, kháng thể T-cell chống lại loại virus này rất cao, với số lượng kháng thể cao sẽ áp đảo virus nên rất khó bệnh. Phụ nữ từ 25 đến 30 chỉ có 8% là lây nhiễm vì kháng thể ở tuổi này còn rất mạnh. Nếu quý chị tuổi này uống vitamin tăng kháng thể như zinc, kẽm và vit C, thì cơ hội virus COVID-19 xâm nhập vào người gần như zero. Kháng thể đàn ông yếu hơn đàn bà rất nhiều, người càng lớn tuổi kháng thể sẽ bị suy hơn người trẻ, do đó cần tăng cường vitamin, tập thể dục, tránh hút thuốc và bia rượu. Trước hết, mình nói rõ đặc tính của COVID-19 chủng mới là làm cho bạn sốt, mệt mỏi, ho khan, ho khô và khó thở. Người lớn tuổi sẽ bị viêm họng, ho đờm và có thể ho ra máu. Quan trọng của bệnh này là gì? Cần chú ý. 1. Bạn đừng lo lắng, chỉ cần làm theo hướng dẫn này bạn sẽ khỏi tới 99%. Những người tử vong là vì không biết cách chứ không phải virus quá lợi hại như mọi người nghĩ. 2. Bệnh này làm cho người nhiễm bị sốt cao liên tục trong 3 ngày, do đó đây là thời gian cần chăm sóc rất kỹ. Nếu bạn chọn vào bệnh viện chữa thì điều đầu tiên trước hết là bạn xem bệnh viện có truyền nước biển IV Fluid cho bạn không. Nếu bạn để bạn nằm không truyền nước biển IV Fluid thì bạn không còn cơ hội nữa vì nguy cơ tử vong rất cao. Vì sao bạn cần IV Fluid? Là vì loại bệnh này làm cho bạn sốt cao, mệt mỏi và mất nước rất nhiều. Chết là do mất nước và sốt, không phải vì virus dữ dằn. 3. Nếu bạn có điều kiện chữa ở nhà, bạn có y tá và IV Fluid
0,9% normal sarin, NS 0,9 natri chloride hoặc NSS cho bạn lúc lên cơn sốt thì bạn nên chọn chữa ở nhà thay vì vào bệnh viện. Vào bệnh viện mà họ không truyền IV fluid cho bạn lúc nóng sốt thì bạn tong. Hơn nữa, vào lúc đó bạn bị cưỡng chế cách ly, có đổi ý vào lúc đó thì cũng đã muộn. Người nhà của bạn sẽ không được vào khu cách ly để đắp khăn lạnh hay cho bạn uống thuốc, nước lúc cần thiết. Cách chữa ở nhà nếu không có điều kiện truyền nước biển. Người chăm sóc bệnh nhân cần mặc áo mưa và đeo khẩu trang, mắt kính và chùm tóc. Các thứ cần là nước uống, khăn lau, thau nước, chanh, Tylenol hoặc thuốc giảm sốt khác, thuốc ho loại Suppression. Các thứ phụ cho bệnh nhân là trà mật ong, đường, gừng, dành để cho bệnh nhân uống một ngày 3 ly trà gừng, pha đường hay mật ong sáng, trưa và chiều. Thức uống như nước trái cây, sinh tố, nước bi đao, rau má nếu có được càng tốt cho bệnh nhân uống. Thức ăn cần thiết là cháo dinh dưỡng, cơm nấu nhão, mềm và thịt gà, thịt heo bằm nhỏ, kho với gừng. Và tỏi, rau nấu mềm để ăn chung với thịt gà, heo, tránh ăn thịt bò. Đồ biển lúc này, sau khi có các thứ cần thiết nêu trên thì bạn cần lưu ý phần cơ thể quan trọng nhất là não. Khi lên cơn sốt thì đắp khăn theo thứ tự như sau: A. Ấm trong 5 phút, B. Khăn nước lã 5 phút, C. Khăn lạnh 20 phút. Trong thời gian đắp khăn trên đầu thì lấy chanh tươi cắt đôi xoa vào ngực, trước và sau lưng, khu vực phổi và hai bên hông khu vực gan thận giúp cho mát. Luôn cho bệnh nhân uống nước từng cụm khi ho, uống bất cứ thứ gì như nước trái cây v.v. với mục đích chính yếu là đừng để thiếu nước trong cơ thể lúc sốt. Từ ngày 1 tới ngày thứ 4, luôn có bệnh nhân uống một ngày 3 bữa trà gừng. Ăn uống đầy đủ, đừng nhịn bữa, uống thuốc giảm sốt như Tylenol chung với bữa ăn. Đừng uống lúc đang đói, lúc uống thuốc nhớ kèm theo ly nước đầy. Bạn chỉ cần làm đúng như trên, đa số bạn sẽ khỏi trong 5 ngày là 99%. Những người có tiền bệnh, lớn tuổi trên 80 thì cơ hội là 85% sống, còn nếu làm theo hướng dẫn. Copy từ bác sĩ Thùy Trang Nguyễn from USA. Mọi người giữ gìn sức khỏe nhé. Chúng tôi đi làm vì bạn, xin bạn ở nhà vì chúng ta. Thông tin cần biết. Thông tin từ những bệnh nhân đã hồi phục từ bệnh viện. Mỗi ngày chúng tôi đều được khám và áp dụng cách này: 1. Uống vit C1000, 2. Vitamin E, 3. 10 giờ đến 11 giờ tắm nắng trong 15 đến 20 phút, 4. Cho ăn trứng một món, 5. Nghỉ ngơi tối thiểu 7 đến 8 giờ, 6. Uống 1,5 lít nước mỗi ngày và mỗi món ăn cần uống ấm, không mát. Đó là những gì chúng tôi làm tại bệnh viện. Điều này là để cho chúng ta biết rằng độ pH của các loại virus corona khác nhau là từ 5,5 đến 8,5. Do đó, khi ở nhà, những gì chúng ta cần làm để đánh bại virus corona là dùng nhiều thực phẩm có tính kiềm hơn trên độ pH của virus. Một số trong số họ là chanh 9,9 pH, phấn 8,2 pH, bơ 15,6 pH, tỏi 13,2 pH, xoài 8,7 pH, quýt 8,5 pH, dứa 12,7 pH, bồ công anh 22,7 pH, cam 9,2 pH. Làm thế nào để bạn biết rằng bạn có coronavirus? 1. Ngứa hầu họng. 2. Khô họng. 3. Ho khan. 4. Nhiệt độ cao. 5. Khó thở. 6. Mất mùi và vị. Vì vậy, nếu bạn chú ý đến những trường hợp này, hãy nhanh chóng lấy nước ấm với chanh và uống. Đừng giữ thông báo này cho chính mình, tặng cho tất cả gia đình và bạn bè của bạn.